Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh Top 5 của mình. Hiện tại mình đang mặt tại lý Honda Tuấn Tươi ở tỉnh Lai Châu. Video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn những cập nhật mới nhất về giá xe máy Honda trong tháng 5 năm 2019 này. Theo ghi nhận mới nhất từ đại lý thì hiện tại giá bán xe máy Honda trong tháng 5 năm 2019 có phần giảm nhẹ ở các dòng xe, tiêu biểu là dòng xe tay ga và dòng xe số của hãng Honda. Để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho mình một mẫu xe với mức giá tốt nhất, mình sẽ gửi đến các bạn giá bán cụ thể của từng dòng xe của hãng Honda như sau. Giá trên thì là giá mình cập nhật tại một đại lý ở tỉnh Lai Châu thôi. Còn các đại lý khác trên toàn quốc, mức giá có sự chênh lệch khác nhau nhé, đặc biệt là khu vực các đại lý ở miền Nam. Các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Đầu tiên là dòng xe tay ga của hãng Honda với rất nhiều các mẫu xe khác nhau thuộc các phân khúc từ 110 đến 150 phân khối. Hiện mẫu xe tay ga của hãng Honda gần như là thống trị thị trường xe máy Việt Nam hiện nay. Đầu tiên là chiếc xe tay ga số 1 của Honda với doanh số bán ra luôn dẫn đầu trong nhiều năm qua. Đó là chiếc xe Honda Vision 110 2019 như chương trình các bạn đang theo dõi. Hiện mẫu xe Vision này đang có doanh số bán rất là cao. Cụ thể giá bán như sau. Honda Vision 110 2019 phiên bản tiêu chuẩn không được trang bị chìa khóa thông minh Smart Key gồm các màu đỏ, trắng, nâu đen có giá bán hiện tại chưa bao gồm đăng ký là 31 triệu 300 nghìn đồng. Honda Vision 110 2019 phiên bản cao cấp có trang bị chìa khóa thông minh Smart Key gồm các màu xanh lam lâu, xanh đục lâu, đỏ nâu đen, vàng nâu đen, trắng nâu đen và màu đỏ có giá bán hiện tại là 32 triệu 300 nghìn đồng. Honda Vision 110 2019 phiên bản đặc biệt có trang bị chìa khóa thông minh Smart Key gồm các màu đen xám, trắng đen, xanh lam lâu, xanh đục lâu có giá bán hiện tại chưa bao gồm đăng ký là 33 triệu 900 nghìn đồng. Tiếp đến là mẫu xe Honda Lead 125-2018 nhé. Đây là mẫu xe của chị em. Và như mình cũng nói ở các video trước rồi, hiện tại mẫu xe này chưa có phiên bản của năm 2019. Giá bán cụ thể của các phiên bản năm 2018 như sau. Honda Lead 125-2018 phiên bản tiêu chuẩn gồm các màu đỏ và đỏ đen có giá bán hiện tại chưa bao gồm đăng ký là 38 triệu đồng, đã giảm một chút. Honda Lead 125-2018 phiên bản cao cấp gồm các màu đen nâu bạc, đỏ nâu bạc, vàng nâu bạc, xanh lâu, vàng nâu, trắng nâu có giá bán hiện tại chưa bao gồm đăng ký là 40 triệu 300 nghìn đồng. Honda Lead 125-2018 phiên bản kỷ niệm 20 năm màu đen mờ có giá bán hiện tại chưa bao gồm đăng ký là 40 triệu 800 nghìn đồng. Tiếp theo, như chương trình các bạn đang theo dõi là chiếc xe tay ga của gia đình với thiết kế trung tính, đó chính là chiếc xe Honda Airblade 125-2019. Đây cũng là mẫu xe được rất nhiều người yêu thích và lựa chọn ở thời điểm hiện tại. Giá bán của mẫu xe này thì cơ bản có giá bán mức giữ mức ổn định thôi và có giảm nhẹ một chút so với tháng trước. Cụ thể như sau. Honda Airblade 125-2019 phiên bản tiêu chuẩn gồm các màu bạc đen, đỏ đen, đen trắng, xanh đen có giá bán hiện tại là 39 triệu 900 nghìn đồng. Honda Airblade 125-2019 phiên bản cao cấp gồm các màu đen bạc, bạc đen, xanh bạc đen, đỏ bạc đen có giá bán hiện tại là 41 triệu 800 nghìn đồng và phiên bản này được trang bị chìa khóa thông minh Smart Key. Honda Airblade 2019 phiên bản sơn tử tính có màu xám đen và cũng được trang bị chìa khóa thông minh Smart Key nhé, có giá bán hiện tại là 43 triệu đồng. Và Honda Airblade 125-2019 phiên bản đặc biệt màu đen đỏ có giá bán cao nhất là 45 triệu 500 nghìn đồng. Cuối cùng là các mẫu xe của hãng Honda là chiếc xe Honda SH1 trong dòng xe tay ga với 3 sự lựa chọn là SH1 125, SH125 và SH150i. Đầu tiên là chiếc xe Honda SH1 125-2019. Mẫu xe mới này được trang bị hệ thống phanh ABS cũng làm cho cái mẫu xe này thu khách hàng nhiều hơn, đặc biệt là phái nữ. Giá bán cụ thể như sau. Honda SH1 2019 phiên bản thời trang phanh CPS nhé. Các bạn lưu ý là phanh CPS gồm các màu vàng nâu, trắng nâu, xanh nâu có giá bán dao động từ 59 đến 61 triệu đồng. Honda SH1 2019 phiên bản thời trang nhưng được trang bị phanh ABS gồm các màu vàng nâu, trắng nâu, xanh nâu có giá bán dao động từ 65 đến 67 triệu đồng. Honda SH1 2019 phiên bản thời trang trang bị xanh ABS gồm các màu trắng sứ, đỏ đậm, bạc mờ có giá bán dao động từ 69 đến 70 triệu đồng. Đây là giá bán cao nhất của dòng xe SH1. Tiếp đến là hai dòng xe SH125 và SH150i, cụ thể giá bán như sau. SH125i phanh CPS có giá bán hiện tại dao động từ 79 đến 80 triệu đồng. SH125i phanh ABS có giá bán dao động từ 85 đến 86 triệu đồng. SH150i phanh CPS có giá bán dao động từ 93 đến 94 triệu đồng.
SH150i phanh CPS màu đen mờ mới năm 2019 vừa được cho ra mắt, có giá bán hiện tại là 94.500.000 đồng. SH150i phanh APS có giá bán hiện tại là 105 triệu đến 106 triệu đồng. SH150i phanh APS màu đen mờ mới năm 2019 có giá bán hiện tại cao nhất là 107 triệu đồng. Mức giá bán ở trên ấy, thì mình đã cập nhật để gửi đến các bạn đối với dòng xe mẫu xe tay ga. Tiếp đến là dòng xe côn tay. Hiện đại lý chỉ còn mẫu xe Honda Winner 150 2018 của phiên bản thể thao. Với thông tin mình đã chia sẻ ở rất nhiều các video rồi, các bạn hãy cùng chờ đón xem mẫu xe mới Winner X 2019 sẽ được cho ra mắt trong tháng 6 tới với những thay đổi toàn diện và được sự đột xác hoàn toàn. Các bạn có thể tham khảo. Và hiện tại thì màu đen nhám đồng của năm 2019 vừa sản xuất nhé, thì hiện tại là đại lý không còn hàng. Nếu bạn nào có thể quan tâm, có thể tìm mua. Mình sẽ cung cấp giá bán cụ thể như sau. Honda Winner 150 2018 phiên bản thể thao gồm các màu xanh trắng, đỏ đen, trắng đen, vàng đen có giá bán hiện tại chưa gồm đăng ký là 39 triệu 500 nghìn đồng và hiện tại các màu sắc này đã có mặt tại đại lý gần như đầy đủ. Honda Winner 150 2018 phiên bản cao cấp màu đen nhám vành đồng nhé. Tuy không có hàng đại lý nhưng mình cũng tham khảo thì hiện tại các bạn có thể đặt hàng với giá bán là 41 triệu 500 nghìn đồng. Còn đối với khu vực miền Nam thì theo mình cập nhật trong ngày hôm nay thì giá bán dao động trong khoảng từ 45 đến 46 triệu đồng nhé, đã cao hơn tháng trước một chút. Các bạn có thể tham khảo thông qua cái video của mình cũng như thông qua các cái kênh giới thiệu về các dòng xe ở khu vực miền Nam. Cuối cùng là dòng xe số phổ thông với sự góp mặt của 4 mẫu xe đang được khách hàng các là khá là yêu thích hiện nay. 4 mẫu xe này mình có thể kể tên đến là Honda Way Alpha, Honda Blade, Honda Way RX FE và Honda Future. Mình sẽ giới thiệu cụ thể từng dòng xe một và điển hình nhất là các mẫu xe này đang có xu hướng giảm và cụ thể từng dòng xe như sau. Đầu tiên là dòng xe số phổ thông với mức giá bán rẻ nhất hiện nay, đó chiếc xe Honda Way Alpha 110 2019. Hiện tại thì doanh số bán xe theo hãng Honda cho biết, đối mẫu xe Honda Way Alpha 110 2019 đang đứng ở vị trí số 1 của hãng Honda, vượt qua cỏ Honda Vision 2019 và giá bán cụ thể như sau. Honda Way Alpha 110 2019 phiên bản thường gồm các màu đen, đỏ, trắng, xanh dương, xanh lam có giá bán hiện tại chưa gồm đăng ký dao động là từ 17 triệu 200 nghìn đồng đến 17 triệu 300 nghìn đồng tùy theo từng màu sắc. Honda Way Alpha 110 2019 phiên bản màu xanh dương đậm mới thì có giá bán nhỉnh hơn một chút, có giá bán chưa bao gồm đăng ký nhé là 17 triệu 500 nghìn đồng, các bạn có thể tham khảo. Tiếp đến là mẫu xe Honda Blade 110 2019, đây là dòng xe được có khá nhiều các màu sắc lựa chọn hiện nay của năm 2019, kết hợp với đó là mức giá bán cũng khá là rẻ, đã giảm so với tháng trước. Dòng xe này đang được khá nhiều khách hàng Việt là lựa chọn, có chỉ nhỉnh hơn một chút thôi so với dòng xe Honda Way Alpha, cụ thể giá bán như sau. Honda Blade 110 2019 phiên bản tiêu chuẩn trang bị phanh cơ, vành nan hoa có giá bán hiện tại là 18 triệu 200 nghìn đồng. Honda Blade 110 2019 phiên bản tiêu chuẩn trang bị phanh đĩa này, vành nan hoa thì có giá bán hiện tại cao hơn khoảng 1 triệu đồng là 19 triệu 200 nghìn đồng. Honda Blade 110 2019 phiên bản thể thao phanh đĩa vành đúc gồm các màu đen trắng đỏ, đỏ đen, xanh đen, trắng đen có giá bán hiện tại chưa gồm đăng ký là 21 triệu đồng. Tiếp đến là mẫu xe Honda Way RX FE 110 2019. Đây là dòng xe rất hút khách hiện nay bởi thiết kế đẹp, động cơ bền bỉ và hoạt động rất tốt. Đây là mẫu xe mình rất là thích này. Giá bán cụ thể của từng phiên bản như sau mình sẽ cung cấp đến các bạn. Honda Way RX FE 110 2019 phiên bản phanh cơ, vành nan hoa gồm các màu đen đỏ, đen xanh, đen trắng, đen xám có giá bán hiện tại chưa gồm đăng ký là 21 triệu 400 nghìn đồng. Honda Way RX FE 110 2019 phiên bản phanh đĩa, vành nan hoa với các màu tương tự như phiên bản phanh cơ vành nan hoa có giá bán hiện tại là 22 triệu 400 nghìn đồng. Honda Way RX 110 2019 phiên bản phanh đĩa vành đúc gồm các màu đen đỏ, đen xanh, đen trắng, đen xám có giá bán hiện tại chưa gồm đăng ký là 24 triệu 400 nghìn đồng. Cuối cùng ở dòng xe số phổ thông là chiếc xe Honda Future 125 FE 2018. Hiện thì vẫn chưa có thông tin bất cứ phân quy nào về dòng xe Honda Future 125 2019 ra mắt. Hiệu ngoại trừ ấy, thì có một số thông tin cho rằng thì ở phiên bản năm 2019 sẽ có thêm những màu sắc mới. Thì cụ thể giá bán như sau mình cung cấp để các bạn tham khảo như sau này. Honda Future 125 2018 phiên bản phanh đĩa, vành nan hoa gồm các màu đen đỏ, bạc đen, đỏ đen có giá bán hiện tại chưa bao gồm đăng ký là 30 triệu 500 nghìn đồng. Honda Future 125 FE 2018 phiên bản phanh đĩa vành đúc có giá bán hiện tại chưa bao gồm đăng ký là 31 triệu 500 nghìn đồng. Một mức giá khá tốt cho một chiếc xe Honda Future. Hiện tại các mẫu xe số phổ thông của Honda đang được rất nhiều người tiêu dùng Việt quan tâm.
đặc biệt là khu vực trên các tỉnh ở phía miền núi phía Bắc này, hay các khu vực nông thôn, các bạn sinh viên có thu nhập thấp thì các mẫu xe số phổ thông của hãng Honda ấy luôn được các bạn lựa chọn rất là nhiều. Đây là dòng xe khá có giá thành khá là hợp lý và kiểu dáng khá là đẹp và thời trang. Như mình đã nói ở phần đầu video ấy, mức giá trên mình cập nhật tại đại lý ở tỉnh Lai Châu, đại lý Hòa Tuấn Tươi ở tỉnh Lai Châu. Các đại lý khác trên toàn quốc sẽ có giá chênh lệch khác nhau nhé. Các bạn liên hệ đại lý gần nhất để có mức giá bán chính xác nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.